đẹp trai chỗ nào em Châu ơi, hỏi anh ba mình chọn cái gì. Rồi lấy một siêu nhân cho anh ba. Đó, siêu nhân rồi đâu. Rồi anh ba, rước đại anh ba, rồi lấy luôn ra. Đó, chơi luôn thấy không, rất là dễ dãi thoải mái. Rồi cầm vé anh ba đó, này vậy đó, đột giải đó. Rồi nhanh tay, đó. Rồi mau lẹ, mau lẹ. Rồi vậy là mới tầm phẩm mới, bây giờ đi đâu mà rồi mà giờ nó gì cho cái lại gian hàng săn đuổi bò. Đó, thấy không, đó, sốt sáng lẹ làng. Hôm nay về quê hương nhớ lại chuỗi ngày mến thương. Sau nhiều năm cách xa ruộng vườn, đi qua con sông qua cánh đồng phục dây chanh lòng. Ở thấy không, 5.000 vé mà sản phẩm, một món quà rất là giá trị của gì. Ở ta đây không đi hội chợ thì thôi, ở đi hội chợ phải lôi quà người ta tới về. Ở dòng loại này tới 3 người đột giải chứ mấy gì. Ở anh em ta ngồi trong đây hết một vòng là chắc 10 vé thôi. Đó, ba ông bán bên đây bán bên kia liền, tao nói đó nụ cười là 10 thang thuốc bổ ha. Đó tao nói nụ cười đi trước thì 2-3 vé lấn lướt thì làm sao gì á, nó quay bỏ lát phải trả tiền bỏ nữa. Thôi ơi thấy ghét dễ sợ thấy không. Rồi nhanh tay đó, bán bên đây bán bên kia liền ha, không để có mắt thì mình chờ đâu lâu. Đó nó lâu mới có một kỳ, đó năm thở 10 thì mới có một kỳ rồi gì á chỗ anh. Rồi chạy ra mà chạy nè. Rồi dí vô. Lan ơi mở cổng cho anh vào để leo bờ rào tưởng nghiệm anh Lan ơi. Chạy vô. Số 2. Đâu rồi? Ai là chỗ nhân số 2 đâu? Tôi vào bên trong liền đây nè. Rồi bên đây bên kia. Trời ơi trời đúng lung tung, đúng lùng tùng. Trời ơi quá trời mới đông phải không ơi. Nó còn cái mùng cũng đem ra chung. Trời ơi đây nè. Có thấy không? Đó rồi. Nó giải quyết trong hoàng tử này anh Châu ơi. Rồi đây gì vô anh? Ngoại lấy gì đây gì tư hả? Đồ chơi phải không? Đây có một bộ đồ chơi đây nè, thấy không? Một bộ bác sĩ đây nè, thấy không? Có. Rồi bác sĩ nè, thấy không? Đó. Về đây. Ủa đâu mau lẹ hoa lẹ rồi sốt sáng đâu lẹ. Lẹ cái gì kia hoàng tử sô cô la quần xà lóng gì mày la dưới mày. Cái gì? Rồi đây hả? Đây nè, siêu nhân hả? Qua trời ơi đất mày quậy quá. Rồi nhanh tay nữa, mau lẹ. Ờ thấy không, rồi chị Nhẹn ơi, nữa mà hết vòng này nè, bây giờ Nhẹn ơi. Ờ vòng loại sao chị bán 10.000 đâu đúng 2 phần nha gì. Ờ thấy không, nữa sản phẩm giá trị tăng lên gấp đôi cho cái gì. Rồi nhanh tay. Rồi tao đã bán cung quân là mời, tao đã bán xong rồi, phải có lời cảm ơn mình lời nói thì không mất tiền mua. Ờ tao đã lựa lời mà nói cho lòi tiền ra ối cho vừa lòng nhau. Ờ 5.000 vé 5.000. Đó, tao đây bán không đi từ đêm không ngủ, tao đã bán đủ rồi thì nữa thì vừa bán vé ngoài sao nè chị ơi. Rồi bán cho hoàng tử rồi hết vé thông cảm rồi loại sao cho hoàng tử. Rồi dòng này chị bán 10.000 nè chị. Có 10.000 mày sản phẩm giá trị tăng lên gấp đôi cho cái gì. Đó đâu cũng dòng nãy ha. Rồi dở xô chạy tốc hành. Đỡ nhau vô căn nhà 24 24. Đâu rồi ai là chủ nhân số 24 đâu, đưa cho mày đâu còn tặng phẩm ra ngoài. Đây là anh ba rồi, lấy gì ba chọn lên ba. Rồi không mày lấy vé màu vàng đó, dòng là màu vàng màu xanh. Rồi nhanh tay. Rồi dòng là mới cho cái gì. Rồi đó 10.000 mà sản phẩm rồi, anh ba chọn lên ba ơi. Rồi ra show. Rồi bác con bò cái bò ra. Rồi đó đây nè ra show rồi. Rồi lấy dịch ba đó 10.000 mà trúng 2 phần nha mấy gì. Đó sản phẩm giá trị tăng lên gấp đôi. Rồi lấy dịch ba. Rồi sữa thì 2 lon, 2 lồng sâu, gấu, cá heo, cá mập, cá sấu. Rồi anh chọn đi thôi, lấy anh cá sấu đi, lát có gì anh trúng là nổi lời hả. Rồi mau lẹ thì anh lấy. Anh trúng 2 phần đây nè, anh cầm đi, đó 2 phần. Rồi mau lẹ bây giờ há vòng mà anh đúng há vòng giờ trúng vòng vú nó thừng rồi mau lẹ. Rồi 10.000 nhé, 10.000 cái gì. Đó 10.000 mà sản phẩm giá trị tăng lên gấp đôi nha cái gì. Đó đi đâu mà dội mà vàng. Đó sữa thì qua 4 lon đó, bia thì nó rồi bia thì đó 6-5 lon cái gì. Đó mau lẹ. Rồi nhanh tay. Đó đi đâu mà dội mà vàng, có gì cho cái lại gian hàng sang đuổi bỏ. 10.000 mà dầu lận thì 2 chai. Đó thì hơn đó, dầu lưỡi dầu ăn thì 2 chai, cái gì qua cũng tăng cường nè, sản phẩm lên gấp đôi. Đó mau lẹ. Rồi thấy không, đó 10.000 mà một chiếc xe điện tử hay là robot hay là siêu nhân. Rồi mau lẹ tao mà chọn lựa cho cái gì. Đó một dòng lộ chỉ có 10 vé thôi. Đó nhanh tao còn mà chậm tay thì hết, tao bán bên đây bán bên kia. Đó cái gì cũng sản phẩm anh tăng lên gấp đôi. Gì vậy? Rồi ba dòng rồi hết vé rồi, còn vé chót. Rồi vé chót đâu rồi, ai là chủ nhân một vé chót. Rồi hết vé, rồi dở show tốc hành. Rồi chạy là mà chạy nè, hồi dí vô căn nhà số 4, đâu rồi ai là chủ nhân số 4. Rồi đưa vô, rồi lấy gì đó hoàng tử ơi, chọn đi. Đó mau lẹ. Rồi hả, còn lấy cái gì hả? Rồi một chiếc xe cho hoàng tử tôi đây nè, thấy không, một chiếc xe hơi đó điện tử điều khiển từ xa cho cái gì. Rồi tiếp tục qua dòng lò mới cho cái gì, dòng lò mới tặng phẩm mới cũng mà 10.000 vé mà sản phẩm giá trị tăng lên gấp đôi cho cái gì. Đó một robot hay là một siêu nhân là một xe điện tử, đó cái gì cũng tăng lên gấp đôi nữa thấy không, một bộ lắp ráp. Rồi nhanh tay nữa, sản phẩm thì giá trị nó tăng lên gấp đôi. Đó 10.000 vé 10.000 cái gì. Đó mà cái gì ngoài sau đây nè chị ba ơi, trời ơi quên đây chị ba nữa, trời ơi một mình không phải đâu hả. Rồi gì lấy gì con gái ơi, đó nhanh tay nó robot hay là siêu nhân điều khiển hả, gấu bông không đây nè. Đó một con gấu rất là xinh xắn cho con gái tôi thấy không, mau lẹ rồi vậy là mới cái gì. Đó 10.000 vé 10.000. Đó đi đâu mà dội mà vàng, dừng cho cái lại gian hàng săn đu bò.
đó, 10.000 một món quà giá trị tăng lên gấp đôi, một robot hay là một siêu nhân đó, sau thì hai con gấu, hai con cái gì cũng tăng lên hai cái gì đó, dầu lửa thì cũng hay, ý dầu ăn quên nó dầu lửa thôi, trời ơi, rồi mau lẹ mau lẹ đó, ba trái chóp ba trái bánh tay nữa, một vé là một niềm tin, đến hai vé thì hai niềm tin rồi, nhanh tay còn ba trái chóp đâu rồi đó, rồi mình lên ra lên nguyên lóc nguyên dĩ nha mọi người, đó cái gì cũng nguyên lóc rồi, còn hai trái chóp hai trái bánh tay đó, c 2 thì qua tới 8 chai đó, nhanh tay là xin con độ từ nguyên lóc nha mọi người, rồi hết vé mấy vậy chị, rồi giờ là ba người đột giải nha mọi người, hai hả, rồi nhỏ xô chạy vô căn nhà của ai, 12 đâu rồi, ai là cho nhau cái số 12 đâu nữa, giờ bên trong liền tặng bỏ ra ngoài, rồi ra xin đồ anh ra xô, rồi đây là chị ba, rồi lấy gì hả, cái đó để chân rồi chứ có đó tôi bốn chọn là chị ba, trời ơi đó, trời ơi quá trời quá đó, chị ba biết chọn dữ ha, rồi cho ta chị ba chọn đây hết nha, rồi chị lấy hai chai dầu ăn về công chiên thì xào, thấy không đó, phụ nữ mà thấy không biết lo chị nội trợ, thôi nhanh tay nhanh tay đây nè, tặng cho chị ba cái này đấy nè, đâu rồi tặng cho cái bọc ngủ, hơi được rồi, rồi mau lẹ ai, 12 dòng quan không còn nhé, được gì quay lại mới sản phẩm mới mà giá thì phải là 10.000 nhé, 10.000 đó, 10.000 mà sản phẩm giá thì nó tăng lên gấp đôi nha cái gì đó, sửa từ qua tới 4 lon đó, một sâu một hai sâu, hai gấu, hai cá heo, hai cá mập và hai cá sấu đó, dầu ăn thì cũng qua hai chai, sửa tới 4 lon đó, một bộ trò chơi điện tử điều khiển từ xa đó, dành cho hoàng tử, thấy không, đó là gian hàng sao nó bộ nên tăng cường rất là nhiều trò chơi đặc biệt dành cho trẻ em đó, thấy không, mau lẹ đó, nhanh tay còn mà chậm tay thì hết cái gì, còn chậm là tới 10 vé thôi đó, nhanh tay còn mà chậm tay thì hết, bán ngoài trước ngoài lúc rồng sau đó, bán bên trái lấy mình vào trong máy quyết, nó chạy điều hòa thôi, đừng để anh ba mình chờ đợi. Rồi đột vọng là tới hai người đột giải lắm gì đó, còn một vé chót rồi, hết vé có bắt gì đâu, có vé chuẩn bị dò số, còn ai chưa có vé thông cảm anh nhận lộ sai nữa gì đó, bây giờ dùng lộ chỉ có 10 vé thôi, hát rồi chạy bà chạy nè, vô căn nhà 60 két, ủa sao 9 đây nè, hoàng tử đột giải rồi, lấy gì hoàng tử đẹp đây, thôi lên đây nữa nè, trời ơi đúng rồi, nhảy lưng tưng hát đó, dân hàng bộ nay có nhảy hay nhảy hip hop nữa, rồi lấy gì em gái ơi đó, nhanh tay rồi lấy gì hả, lấy gì con gái đi, mau lẹ sốt trắng anh trâu gấu cái heo cái này là búp bê rất là xinh xắn, cà lấy không ha, cái gì rồi mới một lóc không đổi cho hoàng tử tôi đây nè, thấy không cái gì cũng tăng lên gấp đôi cho người, nguyên lóc rồi em gái đâu, lấy gì đây nè, hồi này con gấu cho con gái tôi đi ha, hả xe phải không, rồi xe có xe đây nè, thấy không, đó xe hay là máy bay trực thăng, thôi mau có một ha. Đây nè, có máy bay trực thăng. Trời ơi. Nó nhỏ có nhỏ không? Có cái gấu này tại nó dọn cũng được no thành ra có con cái đợi nhanh tay. Thôi nhanh tay là mới cái gì? Đó, giờ là mới sản phẩm mới mà giá trị cũng là 10.000 nhé, mà sản phẩm giá trị tăng lên quá đôi. Đó, một. Rồi hết vé các bác chị đâu có vé cho bây giờ. Chưa hả? Thôi, rồi bán luôn không? Thôi dòng loại sao đây, chị ơi, rồi ha. Rồi hết vé ha. Rồi thôi dòng loại sao là hết vé, con bác chị đâu có vé, bây giờ số cho mà chạy này, dòng loại có một người đồng giải không gì. Thôi chạy vô, 56 đâu rồi, ai là chủ nhân cái số 56 đâu. Rồi. Rồi mời chị mới rồi bán vé, mời anh nồi nè. Rồi xem màu vàng, màu vàng nó dòng loại trước em gái ơi, đó. Phải không? Vậy mới bán hả? Rồi trời ơi, dòng nó muốn bán. Rồi. Chết rồi, đất ơi, chết em rồi, thôi ơi, rồi lỡ rồi, thôi chung đi, rồi chung đi chị ơi, đó, thấy không? Trời đất ơi, thôi rồi, hết nữa rồi, nhanh tay. Rồi bên đây rồi, em gái tôi lấy gì ạ? Hả? Gáo bông phải không? Rồi đây nè, có gáo bông luôn. Rồi nè, đáng lẽ trúng con tặng cho con gái con rồi, thấy không, thấy ghét thấy không, trời ơi trời, dạ cảm ơn, rồi thấy ghét dễ sợ thấy không, đó trúng con tặng cho con, thôi mau lẹ, thôi đi đâu mà vội mà già, nhiều chắc là gian hàng săn đủ bỏ trong gì đó, một vòng lộ chứ có 10 vé thôi, đó nhanh còn mà chậm đôi hết vé có bách gì đâu có vé cho bây giờ số, rồi ai chứ vé không còn vòng lộ sao đâu con gái ơi, trời ơi vòng lộ chứ có 10 vé thôi thấy không, rồi chạy bà chạy nè, vô căn nhà, 16 đâu rồi, anh là chủ nhân số 16 đây nè, trời em gái tôi trúng cười tét đó, đặt cái mặt buồn tiêu là 4 riêu bỏ 3-4 bữa em nên nó bắt nữa rồi, lấy gì đây, nó sau hai sau gấu cái heo cái mọc là một chiếc xe du lịch, rồi một chiếc xe du lịch điều khiển từ xa, thấy không, thôi đưa cho ông hoàng tử rồi nó cười tét là thấy không, nó hên sao hên lạ hên lùng, thôi nhanh tay bây giờ nói cái gì, rồi giờ là mới tặng phẩm mới mà giá trị là 10.000 nhé, mà sản phẩm giá trị nó tăng lên gấp đôi trong gì, ở một món quà rất là giá trị, vô đây ta hồ mà dò thao mà chọn lựa, ở thân nghe mà như cánh lụa đào mà phất phơ mà trong chó biết vào tay ai, ở vào tay anh hai anh ba hay là hoàng tử si la quần xà lõm, còn một vé chót đây nè chị ơi, đây nè, rồi anh ba là đẹp trai nè, hai mua vé đẹp trai, không mua vé xấu trai, rồi dở xô chạy đâu mà chạy nè, rồi chỉ vô Lan ơi mở cổng cho anh vào, đến leo bờ rào tường nghiệp anh Lan ơi, chạy nè, vô căn nhà 31 đâu rồi, anh là chủ nhân số 31 đâu, đây nè chị ba mà đột giải rồi, lấy gì chị ba ơi, rõ sao gấu cá heo cá mập cá sấu hay là một trò chơi điện tử,
Rồi lấy tiền chị ba ơi, rồi mau lẹ rồi ra xin đồng hồ ra số. Rồi giờ mới là gì? Đó, 31 dùng qua không còn giá trị sẽ bỏ ha. Quay thành mới sản phẩm mới mà giá trị là 10.000 vé. Đó, 10.000 mà sản phẩm giá trị nó tăng lên gấp đôi. Đó, thôi ngày mà như cánh lụa đào mà hút thôi mình đứng chó biết vào tay ai. Rồi còn hai vé chốt, hai vé có tay. Rồi bán cho hoàng tử đẹp trai. Rồi 10 vé ố, 1 vé 10.000. Đó, 10.000 vé mà sản phẩm giá trị tăng lên gấp đôi nhanh ba. Rồi hết vé dở show tóc hành. Đó, Mỹ Phước Tây. Đó, cái bè, cây lẫy chạy vô căn nhà. Có gì ấy? Rồi chạy ra mà chạy nè, hồi với vô, vô căn nhà 12 đâu rồi đây nè, chị ba mình trước đọt giải số 12 rồi chỗ này cho ba. Rồi nhanh tay ai 13 ăn ủi thôi ơi. Hở ăn ủi dòng loại sao bán vé tặng vé tính tiền. Rồi sữa qua 4 lon sữa không kẹ 4 lon đó thấy không? Có mấy em nào mập mập lùn lùn uống cho 4 lon sữa nó đùng lên cao thấy không nữa. Về nhà mẹ hỏi tại sao đi hội chợ Bình Minh uống sữa nó cao như thế này ha, nó mau lẹ rồi giờ nó mới cái gì. Thôi